Thực sự thì đã từ rất lâu rồi, Chi muốn dành riêng một video để chia sẻ với các bạn thật sâu, thật chi tiết và thật cận cảnh về những chiếc iPhone cũ. Và cụ thể là ngày hôm nay, mình muốn nói đến những dòng iPhone 12 Pro Max cũ. Tại sao trên thị trường lại có nhiều mức giá như vậy? Và thực sự trên đời liệu có ngon, bổ, rẻ hay không? Thì ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Chi đi tìm hiểu cận cảnh về những dòng iPhone cũ như là như thế nào là 99%, như thế nào là hàng spa và hàng cách phân biệt những hàng đã thay thế linh kiện như thế nào. Cùng Chi tìm hiểu trong video này nhé. Đây các bạn thấy không, đều là một mã 12 Pro Max cũ thôi nhưng phân cấp làm rất nhiều loại các bạn ơi. Đấy, đây đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với các bạn về những cây 12 Pro Max zin nguyên bản nhá. Chưa thay thế sửa chữa, chưa thay pin nhá. Đây thì mình có cái chú này. Đây. 12 Pro Max cũ này, xanh này, pin zin 89%. Đó, được cái là khi mua tại hệ thống như là di động thông minh thì các bạn rất là minh bạch qua cái tem test này. Bởi vì là đã có kỹ thuật viên của di động thông minh test qua 21 bước test rồi các bạn nhá, nên mới có cái tem này, pin zin 89% này. Đấy, hình thức cấp B. Đó, các bạn ơi, mình xem là cấp B ở đâu. Đây đây, các bạn ơi, bị phẩy một chút ở cái cạnh viền này thôi các bạn thấy không ạ? Đó, đây này. Đấy, nói một chút về cấp B nhá. Mình nói thật, riêng mấy cái lỗi này ấy, fix cực kỳ dễ luôn. Đấy, mà nếu như fix vào thì giá sẽ bán như cấp A và có thể đắt hơn rất là nhiều. Nhưng mà tại di động thông minh thì không bao giờ làm như thế và rất là minh bạch mọi thứ các bạn thấy không ạ? Đấy, và khi các bạn mua những cái cây cấp B như thế này thì các bạn sẽ được rẻ hơn khoảng tầm từ 300 đến 500 nghìn so với cấp A. Đấy các bạn ơi, pin cái này là pin 89 nha, để lâu. Nhưng mà khi mình chạy lại phần mềm thì nó sẽ lên đến 89% giống như là đo qua Biotool nhá. Đó các bạn thấy không? Đây là những cái hàng tượng trưng cho những dòng gọi là cũ nguyên bản, chưa qua thay thế sửa chữa, chưa thay pin nhá. Tiếp theo mình có một dòng nữa, cũng là cũ nguyên bản nhưng đã thay pin. Đây các bạn ơi, mình có hai cây màu xanh. Các bạn nhìn thấy không? Pin 100 chữ P này là đã thay nha. Đấy. Và một cái điều các bạn biết rồi đấy, với iPhone mà những cái hệ iOS 16 trở lên ấy thì khi mình thay pin ấy thì nó sẽ hiện ở trong cái phần giới thiệu, đúng không? Nhưng ở đây không có, bởi vì sao? Bởi vì tại di động thông minh, thứ nhất là thay cho các bạn chỉ là thay cái phần cell pin thôi các bạn nhá. Đấy, và vẫn giữ nguyên cho các bạn là pin zin của Apple, được chưa? Tiếp theo một cái vấn đề nữa là như thế này này, là mọi thứ đều minh bạch, thay pin thì nói thay pin. Còn mình nói thật, nếu như mà các bạn đã tin tưởng và mua qua ví dụ như là hệ thống di động thông minh, đúng không, 12 năm kinh doanh các sản phẩm Apple rồi, nếu như cái này mình không ghi là thay pin và mình ghi là pin zin thì chắc chắn nhiều bạn vẫn rất tin tưởng, đúng không? Bởi vì là thường thường là anh em cứ nghĩ là vào phần cài đặt này này, đấy là nó sẽ hiện chưa thay pin, nhưng đã thay đâu có hiện đâu, đúng không? Nên là không phải ai cũng biết được đâu các bạn nhé. Thế nên là việc chọn cho mình một cơ sở bán hàng uy tín và có tâm ý là cái điều cực kỳ quan trọng đó. Ví dụ như con này nhá, mình đang bán khoảng tầm là, đây là bản 128GB màu xanh, nó rơi vào khoảng tầm là 13.290.000 cho phiên bản là pin đã thay. Nhưng nếu con này là pin zin nhá, nó sẽ phải là 13.990.000 cơ. Đấy, tức là có thể lãi lên rất là nhiều, nhưng mà tại sao lại không làm như thế? Bởi vì là chưa tín, quý hơn vàng các cụ nói rồi. Đấy, tiếp theo mình sẽ có một trường hợp đặc biệt nữa muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn tránh tình trạng là thấy của ngon bổ rẻ mà nghĩ là nó thơm nhá. Đây các bạn ơi, các bạn thấy không? Một cây 12 Pro Max màu xám, viền rất bóng bẩy, rất đẹp đúng không? Đấy, gần như là không xước, răm, không cấn móp chỗ nào cả nhá. Đó các bạn thấy không? Đó, mặt kính này, rất đẹp này đúng không? Rất đẹp nha. Đấy, cầm thì cứ nghĩ là iPhone zin, nhưng mà không nha. Đã đánh kính, đã sửa sọc màn, đã Face ID, sửa Face ID. Đấy các bạn thấy không? Đấy là lý do vì sao mà iPhone cũ có rất nhiều mức giá chênh lệch trên thị trường. Và đương nhiên là những cây này nếu như mà các bạn mua tại những cơ sở bán hàng uy tín thì các bạn sẽ được giảm giá và bán và sẽ mua với đúng cái giá trị của chiếc máy này, ví dụ như chỉ là 11 triệu thôi. Đấy, nhưng nếu như các bạn không may mắn mua phải những cơ sở bán hàng mà không có tâm, người ta đặt cái vấn đề tiền lên trên tất cả ấy các bạn. Đấy thì người ta sẽ bán với các bạn như là một chiếc máy zin đẹp đúng không ạ? Đây cầm ra anh chị ơi, máy rất đẹp, rất zin, không hề bị xước răm hay không bị lỗi gì cả và chưa thay thế sửa chữa linh kiện gì cả. Thì mình cũng tin thôi đúng không? Đấy, thế nên là nhá các bạn nhá, minh bạch mọi thứ luôn này, mua tại di động thông minh thì yên tâm tuyệt đối luôn. Đấy, thực sự là cũng muốn lên một video chi tiết như thế này để các bạn có thể hiểu hơn về những dòng iPhone cũ trên thị trường. Đấy, Chi khuyên thật là các bạn nên chọn cho mình những cơ sở bán hàng uy tín. Bởi vì cá nhân mình nhá, mình cũng thú thật với các bạn, mặc dù cũng là một trong những nhân viên kỳ cựu tại di động thông minh đấy, bán hàng và tiếp xúc với rất nhiều mặt hàng iPhone cũ rồi, nhưng bây giờ mình nói thật nhá, bảo mình phân biệt cái hàng iPhone mà đã thay lưng với chưa thay lưng ấy khó cực kỳ luôn các bạn ạ, bởi vì nó giống nhau lắm ấy. Đấy, thế nên là cái việc mà chọn những cơ sở bán hàng uy tín là nó quan trọng lắm. Và nếu như mà nghe đến đây các bạn muốn sở hữu những chiếc iPhone 12 Pro Max cũ zin nguyên bản này, hàng chất lượng cao và kèm theo một chế độ bảo hành hậu mãi yên tâm
tại di động thông minh là có một tôn chỉ cho các bạn là có cái chính sách là 1 đổi 1 12 tháng, thay pin miễn phí chọn được một sản phẩm này, tặng sạc cáp nhanh miễn phí 20W cũng 1 đổi 1 12 tháng đó. Và nếu như mà các bạn muốn sở hữu 12 Pro Max thì Chi sẽ để đường link phía dưới dẫn thẳng các bạn tới hệ thống của di động thông minh, hoặc nếu như mà các bạn ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cơ sở mà Chi đang làm việc, đó là tại chi nhánh di động thông minh 119 Thái Thịnh, để bọn mình có cơ hội tư vấn và cho các bạn trải nghiệm những dòng iPhone 12 Pro Max cũ đẹp các bạn nhé. Còn bây giờ thì để có một phần quà dành cho các bạn xem video đến đây của mình cũng khá là dài đấy, thì mình sẽ có voucher dành tặng cho các bạn là giảm 100.000 khi qua mua tại di động thông minh và đọc pass là mua qua video của Đi Review các bạn nhé. Đó, thực sự rất là biết ơn các bạn đã chọn video của Chi giữa muôn ngàn video ngoài kia. Và nếu như đã hữu duyên như thế nhau rồi thì tiếc gì cho Chi xin một nút like và subscribe YouTube của Đi Review nhỉ. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.